Hi, xin chào anh em nha. Chào anh em đã đến với kênh xe của mình nha anh em. Hôm nay mình có nhận một chiếc lít bảo trì nè anh em. Sẵn tiện vào trong tình trạng nó báo lỗi nè anh em. Báo cả miếng nhiệt nha. Báo cả miếng nhiệt và cái kim này nó cái kim báo này nó cũng đứng yên luôn anh em, nó không lên. Nó không lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn anh em kiểm tra loại trừ từng phần nha. Đầu tiên là mình phải xác định được là cái kim này, cái dây điện từ cảm biến nhiệt nó báo chưa, nó báo nó có đứt dây không, để cái cảm biến này có lên hay không nè anh em. Này cảm biến nhiệt đây nè anh em. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình rút ra mình thử cho anh em xem nha, để mình loại trừ từng phần nha anh em. Chứ giờ mình vào mà mình không có loại trừ từng phần á thì mình kiểm tra rất là lâu nha. Đó. Thì cái anh em muốn thử để biết xác định là cái kim nó có lên không thì anh em lấy cái dây này, nó có song song nè, hai dây song song này, anh em lấy cái dây ngã thứ ba này nè, mình dập ra mát để kim nó có chạy lên hay không nha. Rồi bắt đầu mình đã đưa vào cái dây rắc cái cảnh thứ ba này nè, để mình xác định từ phần nha, chứ vào trong tình trạng khách nói như vậy thì mình không có biết xác định từ đâu thì mình rất là khó. Mình phải xác định để xem cái kim, nhằm khi cái kim trên nó hư, trên đồng hồ nó hư, hay là do cái cảm biến nhiệt này nó không báo, hay là do đứt dây. Nó rất nhiều nguyên nhân thì mình phải xác định từng phần. Đầu tiên mình lấy dây này ra ngoài rồi bắt đầu dí ra mát nè. Đây nè, dây đây này. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy tay mình dẹt cái mát, anh em nhìn cái kim báo nha. Anh em như vậy thì mình xác định là cái dây nó đã báo đúng, không, nó báo rồi nhưng tại sao nó vẫn báo lỗi, hay là do cảm biến, thì mình sẽ đo cảm biến cho anh em xem luôn nha. Thì cái đầu tiên mình sẽ đo nguồn trên đây chip để tìm nguồn trên đây anh em. Rồi bắt đầu mình tiến hành đo để anh em xem hai dây nó có điện chưa nha anh em. Đó, như vậy là mình đã đo là đã có nguồn đến rồi nè. Đã có nguồn đến đây rồi, bắt đầu tiến hành mình sẽ kiểm tra cái cảm biến nhiệt cho anh em xem luôn nha. Rồi bắt đầu mình đo trở cái cảm biến nha nè. Mình đang để 20k nè. Nó nhảy là 12.9 anh em, hơi yếu nè. Bắt đầu mình sẽ lấy con mới nha, tại mình có con mới rồi nè. Đó, lúc nãy là mình đo cái cảm biến trong đây nè anh em, đo hai cái cọc song song đây nè. Là mình đo cái cảm biến này là 12.9 nè anh em. Bắt đầu mình sẽ lấy con mới ra mình đo cho anh em xem nha. Này. Nãy mình đo trong là 2.9, giờ mình đo cái con ở ngoài này xem cho nó bao nhiêu nha anh em. Ừ.
Nó nhảy là 14 luôn nè. Nhảy số 14 nha. 14.5. Còn cái cũ trong đó là 12. Rồi bắt đầu mình tiến hành để mình dựng video, mình gắn cái này vô nha. Gắn vô thì mình sẽ quay lại cho anh em xem nha. Rồi mình đã gắn vô rồi anh em. Mình đã gắn con mới vô nha anh em. Rồi bắt đầu sẽ mở khóa cho anh em xem nó còn báo lỗi hay không nha. Tại vì mình đang có làm cái cuộn nên mình không nổ máy cho anh em xem được. Nhưng thì anh em đừng có nghĩ là mình tạo ban nha. Tại vì cái này mình làm trên xe nó đang bệnh nè anh em. Mình đang làm trên cái con cảm biến nó lỗi á. Nè. Hết báo lỗi luôn anh em. Còn cái này mình sẽ nổ máy rồi mình nó báo lên. Thì hồi nãy mình đã thử cho anh em xem rồi, cái hiện tượng của nó là nó không báo. Nó không báo kim lên và nó không báo đèn báo luôn nha anh em. Đèn nó báo nó chớp. Đó là quá trình mình bắt bệnh kiểm tra một chiếc xe đang trong tình trạng lỗi đó. Thì anh em phải kiểm tra từng bước, là kiểm tra điện trở con cảm biến này, cảm biến nguồn nuôi con cảm biến này, nó đó có nguồn. Rồi anh em phải thử cái cọng dây mà nó đã dập nè. Lúc nãy mình đã thử dập lên xem nó đồng hồ nó có lên hay không nữa. Đó là quá trình này mình kiểm tra anh em. Đó là từng bước. Rồi bắt đầu mình xin dừng video để mình làm nha anh em. Thì mình còn nhiều cái ban lạ lắm, anh em nào thích thì anh em vào kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ làm những cái ban lạ up lên cho anh em xem nha. Rồi bắt đầu mình dừng video nha anh em.